Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Glenn Stern, 1 triệu phú đô la trong ngành bất động sản. Ông sở hữu công ty trị giá hàng tỷ đô. Năm 2019, Forbes ước tính tổng giá trị tài sản của ông lên đến 500 triệu đô la. Ông đã xây dựng khối tài sản này từ con số 0. Ở độ tuổi 58, thành công và giàu có, ông hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống bình yên để tận hưởng trọn vẹn tuổi già sau hàng chục năm lăn lộn trên thị trường. Thế nhưng, căn bệnh ung thư đã khiến ông suy ngẫm lại cuộc đời và thôi thúc ông cần để lại di sản. Đó chính là tư duy và kinh nghiệm thành công của ông cho những người trẻ tuổi còn gặp nhiều khó khăn như ông ngày xưa. Vậy là Stern bắt tay với kênh Discovery Channel để thực hiện một phim truyền hình thực tế mang tên Undercover Billionaire, tỷ phú ẩn danh. Thử thách của ông là đến một vùng đất hoàn toàn mới, kiếm 1 triệu đô la từ 100 đô đầu tiên. Hãy theo dõi hành trình của ông và cùng chúng tôi rút ra những bài học tiền bạc từ vị tỷ phú này. Đầu tiên, ông tìm hiểu giá cả nơi mà ông đến. Ông tính toán chi phí sinh hoạt hàng tháng rơi vào khoảng 1.100 đô la và ông đặt mục tiêu tuần đầu tiên phải kiếm được 3.300 đô la. Đây là số tiền mà một người bình thường phải làm trong vài tháng. Sau đó, ông đến siêu thị mua một ít mì ăn liền và vật dụng cá nhân. Khoản này tiêu tốn vài chục đô. Ông phải rửa mặt, đánh răng trong nhà vệ sinh công cộng. Đêm đầu tiên, để tiết kiệm tiền, ông chọn cách ngủ trong xe. Đến giữa đêm, nhiệt độ giảm âm 8 độ C, ông chỉ có thể mở điều hòa xe và cầm cự qua cái lạnh. Ngày thứ hai, ông bắt đầu kiếm tiền. Ông không chọn làm công mà muốn bán hàng, bởi vì ông đã là một nhân viên bán hàng cả đời và ông muốn tận dụng thế mạnh kinh nghiệm của bản thân để kiếm tiền. Đầu tiên, phải tìm người mua trước. Ông phát hiện ra có người cần mua lốp xe trên mạng. Ông ấy đến bãi xác chứa đầy lốp xe để tìm kiếm. Tuy nhiên, ông không tìm được chiếc nào ưng ý. Vậy là một ngày kết thúc mà không có kết quả. Đêm hôm ấy, để tránh cái rét, vị tỷ phú quyết định tìm đến nhà nghỉ giá rẻ nhất trong thị trấn. Ông còn chủ động hỏi ông chủ nhà có việc tạp vụ gì để làm không, nhưng tiếc rằng không có. Đêm nghỉ này tiêu tốn của ông 51 đô la và giờ ông chỉ còn 37 đô la. Ngày thứ ba, ưu tiên của ông lúc này là kiếm tiền để giải quyết vấn đề về thức ăn và quần áo mặc. Ông ấy chọn việc bán đồ chơi cho thú cưng, nhưng không ai mua cả. Ông ngồi lại phân tích lý do và kết luận ông ấy đã vi phạm nguyên tắc của chính mình, đó là không tìm người mua trước mà lại bán sản phẩm trước. Rõ ràng thị trường không có nhu cầu. Và sau đó, ông phải xin làm tình nguyện viên để phân phát đồ ăn cho người vô gia cư. Công việc này vừa giúp ông có đồ ăn, vừa đem lại cho ông một chút thu nhập. Ngày thứ tư, ông làm nhiều việc tay chân như lau sàn, cọ vệ sinh, lau gương, những công việc khá mệt mỏi với độ tuổi của ông. Sau 2 ngày làm việc, ông kiếm được 140 đô la. Ngày thứ sáu, ông đã tìm thấy cơ hội kinh doanh khi thấy khắp nơi dán quảng cáo mùa lễ hội Patrick Day. Tỷ phú dùng hết tiền kiếm được để mua bóng bay, cầu Mỹ, áo phông kỷ niệm. Cả buổi, ông bán và kiếm được 414 đô la. Nhưng ông không vui vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông là kiếm được 3.300 đô la. Lúc này, sức khỏe của vị tỷ phú cũng bị suy sụp vì ngủ trong xe và ăn mì tôm trong nhiều ngày liền. Ông đã quyết định đến bệnh viện và viện phí khiến tài sản của ông xuống còn 164 đô la. Tuy nhiên, ông lạc quan vì cho rằng sức khỏe là cơ sở của mọi hành động. Ngày thứ 8, ông quay lại đi tìm kiếm lốp xe và tìm được 5 chiếc còn nguyên. Liên hệ với người mua thì họ loại đi 2 cái, lấy phần còn lại và trả giá ông là 1.500 đô la. Với số tiền kiếm được, ông quyết định đi tìm nhà để ở để giữ gìn sức khỏe với ngân sách là 400 đô la một tháng. May mắn là tìm được nơi phù hợp nhưng lại phải ngủ dưới đất vì căn phòng trống không. Dù sao thì ông cũng rất vui.
ông đã tìm tới trung tâm hỗ trợ startup địa phương, tìm hiểu về địa phương và vài ông chủ thành công. Ông thấy ngành bia thủ công tiềm năng nhưng cần vốn. Sau đó, ông chuyển hướng khác là mua xe cũ, sửa sang và bán lại. Ngày thứ 12, sau nhiều ngày tìm kiếm, thì ông đã tìm được một chiếc xe ưng ý. Ông mua chiếc xe với giá 700 đô la, nhưng theo nghiên cứu của ông thì chiếc xe này trên thị trường có giá ít nhất từ 2.000 đến 4.000 đô. Mục tiêu của ông là sửa chữa và bán lại với giá 4.000 đô la. Sau khi sửa xe thì ông đã đem tới bãi đất trống để bán. Ngày thứ 15, có người tới hỏi mua chiếc xe và chốt deal trả giá là 3.900 đô la. Ông tiếp tục mua một chiếc xe cũ giá 1.200 đô la và mua thêm chăn gối và giường ngủ. Ông còn lại 1.141 đô la. Chiếc xe tiếp theo, ông bán được với giá 7.600 đô. Sau thương vụ bán ô tô, mục tiêu tiếp theo của ông là bất động sản. Ông tính toán có thể mua căn nhà giá 30-40.000 đô chỉ với 9.000 đô vốn, phần còn lại sẽ vay ngân hàng, chi phí sửa chữa khoảng 10.000 đô và sau đó có thể bán nhà với giá 80-90.000 đô la. Ngày thứ 22, ông đã mua một căn nhà trị giá 45.000 đô, chi phí sửa chữa thêm 10.000 đô và chỉ cần bỏ ra 6.600 đô thanh toán đợt đầu. Ông đã thuê người thiết kế lại nhà. Trong quá trình làm, ông gặp thêm hai vấn đề. Một là mốc sàn khiến ông phải chi thêm vài nghìn đô để khắc phục. Hai là tiến độ thiết kế trì trệ. Tuy nhiên, ông luôn giữ được thái độ bình tĩnh và đều có thể xử lý êm đẹp. Cuối cùng, đã có người mua nhà với giá 75.000 đô la. Ngày 72, sau khi có khoản tiền từ thương vụ kinh doanh nhà, ông phải gấp rút tìm ý tưởng để có thể kiếm được 1 triệu đô. Kế hoạch là mở quán ăn. Ban đầu là ông định mở quán bia, nhưng xin giấy phép mất tới 2 tháng. Điều này là quá lâu. Ông phát hiện ra quán BBQ rất đông nhưng không hề bán bia. Và ông muốn kết hợp hai mô hình kinh doanh với nhau, mở một quán thật lớn rồi tìm nhà đầu tư định giá nó với giá 1 triệu đô la. Ông đã tập hợp một nhóm người, phân công nhiệm vụ. Mục tiêu của họ là tận dụng lễ hội BBQ tại địa phương để quảng bá thương hiệu. Công việc kinh doanh tại lễ hội thuận lợi, đan xen với khó khăn từ con người đến thời tiết. Thế nhưng với sự quyết tâm của cả đội, họ không chỉ đạt được mức doanh thu lý tưởng mà còn giành được hai giải thưởng từ ban tổ chức lễ hội. Cuối cùng, quán BBQ của vị tỷ phú được định giá và mua lại với giá 750.000 đô la. Slenstone đã thất bại trong việc hoàn thành thử thách đặt ra, nhưng ông đã truyền cảm hứng về một bài học thành công cho rất nhiều người trẻ. Bằng sự kiên cường, nguyên tắc, quản trị cảm xúc, giải quyết vấn đề, ông muốn chứng minh rằng một người bình thường cũng có thể kiếm được 1 triệu đô. Từ bộ phim rất truyền cảm hứng này, AZVIN muốn gửi 3 thông điệp tới anh chị và các bạn. Đầu tiên là cần có kiến thức quản lý tài chính và làm giàu. Hành trình 90 ngày hoàn thành thử thách của ông dường như đã gói gọn những bài học về kiếm tiền, làm giàu, quản lý tài chính của cả một đời người. Stern bắt đầu bằng việc tìm và làm các công việc để kiếm sống, chi tiêu hạn chế để tiết kiệm nhiều nhất có thể. Rồi từ số tiền tiết kiệm, tìm cách đầu tư sinh lời. Từ việc mua bán ô tô cũ cho đến kinh doanh nhà, rồi cuối cùng là kinh doanh nhà hàng. Một hành trình kiếm tiền, quản lý chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và liên tục tái đầu tư. Đó cũng chính là những gì ông đã từng làm để trở thành một triệu phú từ hai bàn tay trắng. Và đó cũng là quy luật để trở nên giàu có của rất nhiều triệu phú tự thân khác như là ông chủ Walmart. Điều thứ hai, chúng tôi muốn đi sâu hơn về khía cạnh kiếm tiền, đó là làm việc với 200% khả năng. Với câu chuyện của Stern, chúng tôi muốn dành sự kính trọng với vị tỷ phú không chỉ với kiến thức, kỹ năng mà còn cả tinh thần và thái độ của ông trong hành trình kiếm tiền. Hành trình hoàn thành thử thách của ông gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng ông luôn giữ được thái độ bình tĩnh và một tinh thần vượt khó đáng khâm phục. Làm mọi việc không ken cá chọn canh, không ngại khổ để kiếm những đồng vốn nhỏ bé đầu tiên như cọ toilet, hoặc ra bãi rác tìm lốp xe, sửa nhà, làm bếp ăn. Bên cạnh đó, ông còn vận dụng kiến thức để tìm ra cơ hội, tận dụng cơ hội, linh hoạt vận dụng các kỹ năng như tạo quan hệ, dùng người, quản người. Tóm lại, về khía cạnh làm việc kiếm tiền, vị tỷ phú này đã cho thấy một tinh thần làm việc trở thành khẩu hiệu đáng tự hào của người Mỹ, American Dream, giấc mơ Mỹ, điều đã kiến tạo lên một nước Mỹ giàu mạnh. Điều thứ ba, hãy xác định mục tiêu và không từ bỏ ước mơ.
Điều này nghe có vẻ trừu tượng và mơ mộng, thế nhưng chẳng phải Stearns đã mong muốn để lại di sản cho thế hệ trẻ nên mới sẵn sàng tham gia một thử thách khó khăn? Hay ông chưa từng từ bỏ thử thách chỉ cần đền 1 triệu đô la trong số 500 triệu đô mà ông có, là ông không hề từ bỏ ước mơ hay mục tiêu của mình? Mục tiêu, ước mơ, tham vọng chính là kim chỉ nam dẫn lối cho những thành công. Qua câu chuyện của vị triệu phú này, Asetvin hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các anh chị và các bạn nói chung, đặc biệt là những người đang trong hành trình xây dựng giấc mơ Việt Nam. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng Asetvin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.